Nếu như mà cái sốt này chị cho để cho nó tự sệt lại cho đến mức mà nó thiệt là sệt thì chị sẽ bảo quản được nó trong tủ lạnh ít nhất là 2 tuần. Còn nếu như mà chị sử dụng gấp quá, chị sử dụng một bát đã tạo độ sệt đó, thì sẽ sử dụng trong ngày mà thôi. Giống như nhiều khi trường hợp mà chị bán nó, chị nấu sốt và đợi nó sệt không kịp nữa vì hết sốt rồi á, thì chị hãy sử dụng cái cách này. Nhưng mà em khuyến cáo là hạn chế sử dụng tại vì nó cũng không có ngon đó. Bây giờ mình cứ chờ vậy khoảng 15 phút. Vậy thôi, bây giờ mình chờ nha chị, mình chờ cho nó đặt lại nha, mình khỏi xài bột bắp này nha, để cho nó ngon. Dạ. À, chị học cái món này là chị để mình kinh doanh hả chị? Dạ vâng ạ. Ở đó hiện tại mình có kinh doanh món gì chưa? Nhà em đang nhượng quyền của cái hãng Presta đấy anh ạ. Dạ vâng. Dạ. Nó đơn giản anh ạ, cho nên là nó đi nhanh, nó không cần quá nhiều chi phí với tiền mặt bằng đấy, nên là nó nhanh. Dạ. Nên nhiều nơi ạ. Dạ dạ đúng rồi. À, và cho em hỏi là chị tên gì vậy? Nãy giờ em quên. Em tên Dung ạ. Dạ chị em Dung. Chị Dung, mình quê mình ở đâu chị Dung? Em quê Thanh Hóa nha. Dạ. Cái này là mình học cái món này để mình kinh doanh qua mấy cái mảng bên thức ăn bên Hàn Quốc hả chị? Dạ vâng, đúng rồi anh. Em đang kinh doanh học một số loại nước sốt đấy để em làm gà thêm nhiều vị hơn để nó đảm bảo hơn đấy. À. Dạ, à tức là mình đang bán gà Five Star xong mình học thêm cái nước sốt này để mình bỏ vô cái gà đó. Vâng, đúng rồi anh ạ. Quán mình có bán cho ngồi tại chỗ không chị? Dạ có anh ạ, hiện tại thì Thanh Hóa cho ngồi tại chỗ được 1 tháng rồi ạ. À dạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị tìm thấy cái Rosa ở từ cái nguồn nào á chị? Dạ. Em thấy có một cái cửa hàng ở bên chợ Đồng Nai là bán hàng của cái hàng qua Rosa nhà mình bán rất là chạy, và những cái loại gà đấy là đang hợp với lại cái trong mũ của nhà em, cho nên là nhà em đang tìm mua anh ạ. Dạ. Thì bên em cũng dạy nhiều cho khách hàng về cái món gà Hàn Quốc này lắm rồi đó chị. Dạ. Dạ. Đang dịch cho nên là mình học online cho nó đảm bảo anh ạ. Dạ. Nhiều đi qua lại Covid hết. Chúng ta trần đùi gà và má đùi gà trong nước sôi ha. Chúng ta chỉ trần cho nó chín khoảng 30% thôi. Đừng để chín quá nó mất đi cái độ ngọt của gà đi. Mình làm như vậy là mình cũng sát khuẩn luôn cho cái miếng gà của mình. Đó, nó đang đẩy máu ở trong những cái sợi chỉ máu ở trong gà nó, giờ nó đẩy ra ngoài á. Những cái máu dơ này nè. Nếu như mà mình không có xử lý như vậy á, là khi mình chiên lên khách ăn vô khách sẽ thấy trong cái tiền sao mà nó trông nó đỏ lè hoặc là nó thâm đen đó.